Ok và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 10 và cùng nhau làm về những cái thử thách của anh em đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình nhá. Let's go. Khởi đầu thì mình đã có được form bài là 4 hot steel, 2 8 bit, 2 tay to mặt lớn và 2 vệ binh. Chắc chắn nó cũng sẽ đi kèm với cái ý tưởng của những người anh em rồi. Và một trong những tập hệ mà mình rất là yêu thích cũng như là nhiều anh em bảo mình chinh phục đó chính là cột mốc 10 hot steel đi. 10 hot steel à? Nghe có vẻ rất là khoai. Nhưng mà nếu mà muốn sở hữu được cột mốc này, chúng ta cần phải có được tận 3 cái ấn của hot steel cơ. Khoai lắm các bạn ạ. Nó hơi khó đấy. Duy tâm luận, đồng lòng đấu tranh và trang bị Pandora. Chắc chắn là mình sẽ phải lấy cái trang bị Pandora này rồi. Để biết đâu trong những cái phiên đi chợ anh em mình lấy được những cái ấn như kiểu ấn 8 bit này. Ấn ấn gì nữa? Ấn nam kết hợp từ thìa ấy là chúng ta có thể nhặt về và xào lại tìm ấn Hustle. Khởi đầu thì mình có một con Kassante siêu xào Hustle rồi. Giữ máu bằng con Mifotan với 3 trang bị sát thương cùng đao Wusu. Thêm một cái cung xanh và lưỡi kiếm tử thần. Vừa rồi thì mình đã bị thua trước cái nhà ở Waifu kia. Mạnh dữ. Nhưng mà không sao, bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi. Con Corki này với cả Garen này kích hoạt 8 bit chơi chơi. Biết đâu là anh em mình lại độ hình gây nhiều sát thương đến late game thì sao? Lại nổ 8 bit không? Nổ 8 bit thì mình nghĩ là nó khó lắm đây anh em ạ. Chơi lâu lâu mới có một trận siêu phẩm thôi. Úi dồi ôi, nhà này ra số 3, thành ra rẻ và chu đam. Mạnh nha, set omet. Set omet à? Căng vậy. Có cái lõi bạn thân này này. 82 máu. Thôi, được thì cho thua thêm trận nữa. Biết đâu đi chợ sắp tới chúng ta lại có thêm thìa vàng thì sao? Anh em nhỉ? Z à? EDM cuồng nhiệt. Cái đội hình Z cuồng nhiệt thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em chơi rồi. Midfortune này. Midfortune này mình sẽ ép tạm thôi các bạn. Không nhất thiết là phải lên 3 sao đâu. Cùng lắm là lên 2 sao cho nó là được rồi. Nhưng mà mình đang muốn kẹp thêm những cái con cuồng nhiệt vào ấy. Mà bọn cuồng nhiệt này nó hay thật. Nó khi mà bị hạ ngục, nó còn làm choáng những cái đối thủ xa nhất. Và nó gây thêm sát thương nữa cơ. Hay lắm. Wow. Nhà này side champion. Một cái ấn emo cho Mifflin. Có được không đây? Có được không đây? Emo Mifflin luôn. Bắn lên tù tì à? Ý tưởng độc lạ đấy nha, champion ơi. Mình nghĩ là cũng có cơ sở thôi. Kiểu như là ở con Amumu kết hợp với cái đội hình fan cứng gì đấy. Có thêm tank rất là trâu. Bên đi chợ lần này thì không có thêm vàng rồi. Chúng ta có những vị tướng bậc 4. Chỉ còn lại con lấy giòn luôn không? Do lên 2 luôn, giữ máu luôn. Chênh lệch nhau có một tiền thôi. Nhưng mà chúng ta cứ phải đầu tư cho thằng em John. John e gái nhờ. Xem nào, Viego, Samira. Những cái cột mốc khu ở giai đoạn đầu game này thì nó cũng bình thường thôi. Bình thường thôi anh em ạ, nó đa số là da vàng hoặc là tướng thôi. Mình đang tìm con set mà chả thấy đâu. À vãi. Level 7 là 35% rồi. Đôi khi là nó còn xuất hiện cả EZ nữa cơ. Mà chả thấy nha. Bực mình nha. May là máu còn nhiều đấy. Nhà này chơi cái gì? Bắt con Zenith Punk để có thể slow roll à? Cũng là một trong những ý tưởng tốt. EDM. EDM rắc. Wow. Nhà này phải có nhiều trang bị hơn cho con Lux thì mình nghĩ là
mới có thể trưởng đao được. Chứ một cái nanh la so như thế kia thì cũng không phải là trang bị ngon nghẻ lắm. Gunna, Vex, Hostile đâu rồi? Ui, Midforton 2 này. Đều thật. Xét chả thấy anh em ạ. Tôi đang muốn lấy cái ngưỡng của 5 Hostile cho nó nhân được nhiều những cái lượng trái tim hơn. Và cái cột mốc 10 Hostile là anh em mình cứ chơi xong một trận là nổ hũ luôn. Và sau một vòng đấy thì nó sẽ giữ lại 80% cái số trái tim của anh em. Nghe có vẻ khét khét nhờ. Và đi dạo chơi cũng là một nhà chơi Hostile rồi. Anh ta cũng đã tận dụng rất tốt những cái trang bị như là cung xanh, huyết kiếm, Sojin cho Aphelios. Tạm thời thì cũng được. Chứ mà lấy game mà chơi AP cầm Sojin thì nó lại là hơi sai sai. Sai lắm. 48 đấy. 1% ra mấy con 5 tiền. Mẹ bực nhá. Hostile của tôi đâu rồi? 5 Hostile cơ mà. Mordekaiser. Toàn là do nè thôi. Lúc trận có nhiều Zed thì lại thiếu do nè. Nhiều do nè rồi lại là thiếu Zed. Mà nãy tôi cũng trải qua một một sàn thì cũng ít anh em bắt Zed vãi. Thế mà anh em không để cho tôi. Đánh quái cũng không xuất hiện thìa luôn. Lâu lâu rồi chúng ta có đánh quái ra xây chọn ấn nhá. Ui có EZ đây rồi. Rồi thì bye bye thằng thanh niên con Z luôn đi. Ghét mặt vãi. Mình sẽ lắp thêm một áo choàng gai này. Một cái đai máu cho Kassante luôn. Tại vì ở cột mốc ở Hostile rơi vào tầm khoảng 300 thì phải. 300 thì đôi khi là nó cũng sẽ xuất hiện kiểu ấn này hoặc là thêm trang bị. Không, tôi nhớ là có một lần tôi đổ hũ ra được hai cái thìa vàng cơ, cho nên là mình đang muốn giữ lại hai cái đai máu này ở đây cũng có lý do cả đúng không? Hai cái đai máu này chút nữa xuất hiện hai cái thìa phát là anh em mình bù luôn hai ấn Hostile thôi, có gì đâu, đơn giản đấy mà. Rồi này chắc là đang tìm siêu sao đây. Và level 5 thì ui rồi ôi, khả năng cao là anh ta đánh Lux à, đánh Lux EDM à. Tôi thấy có một cái diệt, một cái gang bảo thạch và phù hợp cho những vị thường đánh phép thôi. Những người bạn nhỏ nhà máy tái chế cộng, mình sẽ lựa chọn luôn là nhà máy tái chế cộng. Giáp, trái tim kiên định cũng là một trong những trang bị tốt để có thể củng cố thêm dàn phòng thủ. Đây Caitlyn 8 bit. Rất là nhiều do ne luôn anh em ạ. Nhưng mà chưa thấy xét. Ảo vai. 71 84. Kèo này căng. Thậm chí mình còn chưa lấy được một cái thìa nào nữa. Thế nên là khoai đây. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Có chơi là anh em mình phải, đôi khi là cũng phải may mắn một chút chứ. Sao mà đen mãi được. Và đây là set Omed. Thánh gia rẻ và Yasuo Chu Dam. Wow. Xem nào, xem Yasuo nào. Chém có thực sự là lực không? Trang bị giáp vàng nguyệt thần là một cái trang bị phòng thủ mà người ta lại lắp cho Yasuo thế này. Thường thường thì những vị tướng đam carry thì mình lắp auto lắp 3 đồ đam luôn. Và những cái trang bị như quyền năng thì nó cũng sẽ có được cái khả năng là vừa có khả năng phòng thủ lại còn có thêm sát thương nữa. Vừa công vừa thủ đấy. Carthus à? Vẫn là một pha nổ hũ non non thôi. Siêu quậy. Ôi, anh chàng này thì bắt được Midforton rồi.
Midfoten emo mà chưa thấy emo là định là như nào đây? Mấy con như là ấy đâu, không chỉ công kẹp vào. Mà đôi khi kết hợp với cái hệ Joa đấy á, là hack được nhiều tộc hệ lắm. Rồi, những anh chàng đồng quê. Xem vào đồng quê nào. Triệu hồi được Hecarim rồi, nhưng vẫn bị Mifoton của chúng ta bắn cho nát người luôn. Sát tường là quá khủng. Úi giời ơi, sấy kìa. Sấy ác. Không đau vì quá trâu. Giảm sát thương nhận đi 40% trong 2,5 giây, trong đó 110 đam sát thương vật lý lên 3 kẻ địch. Còn Ban thì ông này đúng kiểu kỹ năng là sinh ra để làm bao cát luôn đấy các bạn. Phía đi chợ lần này thì có hai vị tướng 5 tiền là Quizana và Illaoi. Quizana đã bị lượm đi rồi, còn Illaoi thì cũng đã bị đi dạo chơi lượm luôn. Vậy chúng ta còn lại gì? Ok, nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ lấy Caitlyn cầm cung luôn. Chả có thi à? Buồn. Zack à? Zack EDM à? Chu Đam 5 Hustle này. 5 Hustle kia thì bình thường. Tôi sắp lên 9 rồi các bạn ạ. Tại vì từ đầu game bây giờ mình cũng rất là hạn chế roll. A số là mình để tiền để lên cấp. Đấy, cái level 9 là một trong những cấp độ mà mình đặt niềm tin rất là nhiều. KDA. Ui, của mình chắc là có nguồn sát thương rất là dồi dào từ con Midfoten 2 sao. Nhìn nó bắn rụng trứng luôn. Rồi, not fair. Sao nhà này vẫn giữ con ấy nhở anh em nhở? Zenix siêu sao nhở? Tôi đang rất là băn khoăn luôn ấy. Hay là anh ta vẫn muốn giữ lại Punk để hack được những lượt roll free? Mình nghĩ như thế này thì nó sẽ coi như là chấp một siêu sao đấy. Nếu như là mình thì mình sẽ không chơi theo cái nhà Not Fair này. Mình chơi kiểu bắt siêu sao lắc hay chẳng hạn, kẹp thêm Punk. Nếu như mà khi nào roll đủ rồi thì anh em có thể bán Punk đi sau. Nếu bắt luôn quả siêu sao thế này thì hơi đầu tư quá. Một cái bao tay đạo tạc này. Chuẩn bị lên 9 rồi, cố lên. 72 máu. Nhà này chơi KDA, Steel, Chudam. Cái nhà KDA này lắp nhiều đồ cho Kai'Sa đấy. Mà lắp toàn là chùy xuyên phá thôi. Có nhiều anh em chơi khả năng tạo là chắn hay sao vậy? Mình thì cũng xương xương. Cũng gọi là tạo là chắn xương xương. Đi dạo chơi này. Wow. Để xem nào. Con Alpha là bạn có lực không? Dàn tanh của chúng ta lại rất cứng khi mà Zone random ra hai đồ phòng thủ. Thế thì gãy tay luôn chứ con gì nữa. Hết dạo chơi chưa? Chỗ này là chỗ của những người anh em đam mê Hustle, chứ không phải là chỗ dạo chơi nữa nha. Chơi thì mình chơi hoài. Hết chỗ chơi rồi. Chúng ta có Zona. Nhà máy tái chế đã cho mình thêm một trang bị nữa. Một cái khám phép. Với Zona, một vị tướng phù thủy âm nhạc có 3 kỹ năng. Mình sẽ lấy tăng sức mạnh phép thuật và gây thêm sát thương. Một cái búp mà giúp cho cả đội hình gây được thêm nhiều đam anh em ạ. Vẫn còn 82 máu. Mình sẽ cố gắng nổ nhiều quả hũ to nhất cho anh em xem. Quả hũ phải nói là đẳng cấp. Ui ui. Mình sẽ giữ lại một cái Sojin. Thêm một cái cuồng đao cho Sona nữa. Đây chính xác. Rồi. Nhà máy tái chế cái bán nó lại bay ra đồ lại. Xét đây rồi. Kain. Kain ơi. Có luôn Kain. Vậy là mình đã có được 7 Hustle rồi các bạn ơi. Mình sẽ thay thế vào vị trí của Midfoter này nhá. Đổi trang bị này cho con EZ cũng được.
Không thì mình sẽ lấy thêm một cuồng đao cho Sona. Đao nó cũng rất là ảo. Ui, thêm một cái vô cực không? Rồi. Đẹp luôn hai vô cực. Ui ôi, đam to phết nha. Với trang bị cùng nào nó sẽ giúp cho Sona của chúng ta gây sát thương. Ui bên này thì sao? Vẫn còn rắc. Rắc cuồng nhiệt. Chuẩn bị được nổ hũ luôn. Bởi Hurtsteel thì chúng ta sẽ nhân hơi bị ác. 315 trên 400. Nổ. Thùm. Ui, đây rồi, có hai thìa vàng luôn anh em ạ. Không uổng công là mình đã để dành cái ở đai máu ở lại. Wow. Thực sự là đúng phê luôn ấy. Trời ơi. 315 trên 400. Anh em nhớ cột mốc này nha. Trên 300 phát đánh mình nổ luôn, căn căn một tí. Vậy là mình đã có được 9 Hurtsteel rồi các bạn ơi. Vậy là đồng nghĩa với chỉ cần một cái thìa vàng nữa là mình sẽ sở hữu được 10 Hurtsteel. Đây rồi, ông này đã có thêm trang bị cho Lux rồi. Đồ này thì anh em mình có thể chơi TF cũng ngon. Ui, có Lux thì mình trường đau thế. Uầy, 9 Hurtsteel thì nó không khác gì với 7 Hurtsteel. Nhưng mà 10 Hurtsteel thì là khác đấy. Lại là khác đấy nha. Mấy nhà này cũng còn rất là nhiều máu cho nên là chúng ta vẫn có thể quẩy thêm được. Đây, mình sẽ gọi là bán máu một tí. Không hẳn là bán máu đâu. Mình sẽ cho những cái vị tướng yếu yếu một kiểu dễ bay màu ấy. Nó cho lên đầu để chứ ít máu đi cho những cái con team địch. Cả mình cũng đang muốn thua nữa. Ví dụ như nhà này, Yasuo 3 này. Chém đi, mình chém đi. Ui, chém đau phết đấy các bạn. Yasuo này, Chu Đàm này. Có huyết kiếm Hatsuki. Ui mình... đau nha, đau nha. Anh em tương tàn và Yasuo có một pha dứt điểm do ne của team mình. Cột mốc 500 rồi. Ui. Sướng người luôn. Đi chợ nào, đi chợ nào. Đi chợ cái nào. Có ấn gì không? Chúng ta có Sona phiên bản ấn Pentakill. Với 50 máu thì mình ra thứ hai cơ. Ui, may thế. Vậy là mình đã có được Sona kết hợp với lõi nhà máy tái chế. Thì khi mà chúng ta bán cái ấn Pentakill này đi thì mình sẽ có được thêm một ấn của Hurtsteel. Phê luôn anh em ơi. 10 Hurtsteel. Bình. Rồi nha, anh em chuẩn bị xem nha. Chuẩn bị xem 10 Hurtsteel nó sẽ lợi hại như thế nào nha. Mà full ấn rồi. Mình sẽ phải hy sinh con Sona để đi à? Ừ, chắc phải hy sinh con Sona đi anh em ạ. À. Đây, 10 Hurtsteel. Wow. Chỉ cần một vòng đấu nữa thôi là nổ hũ luôn. Và sau khi nổ hũ nó sẽ lại giữ lại 80% số trái tim của anh em mình. Pha này thì mình gặp tận gặp bản sao à? Về đây, đội hình cực phẩm đây anh em ơi. Cuối cùng thì mình đã làm được rồi. Thùm. Cố lên anh em. Theo anh em thì bây giờ mình thắng hay là thua thì ngon hơn? Mình nghĩ là thua sẽ ngon hơn nhá. Thua sẽ ngon hơn nhá. Tại vì đang kiểu trong cái đà mà anh em mình kiểu nổ hũ ấy. Cái xa kìa. Con này chưa lên cái xa bà nữa. Nổ. Thum. Ui. Một cái bao tay đạo tặc ánh sáng. Một cái vương miện chiến thuật. Nice. Găng tinh xảo. Chuẩn bị lên cấp 10 luôn rồi. Anh em thấy không?
Bây giờ là hũ cứ. Sau một vòng là nổ luôn. Sau một vòng là nổ luôn. Trái lắm đấy. Xem ở trận này mình có thể nổ được bao nhiêu quả hũ. Từ vòng 5 chấm nhá. Nổ một quả rồi. Quả thứ hai này. Phát súng thứ hai nào. Mà giữ lại tận 500 nhờ. Anh em nhờ. Thề luôn nó kiểu nhiều vãi luôn á. Trận này mình thua được thì cũng ngon luôn. Kain cầm đồ ánh sáng kìa. À, nó càn quét. À, ok, không sao. Đến 600. Thánh da rẻ và chu đam. Bùm. Ui dồi ôi, nổ liên tù tì. Cái gì đây? Hai cái giáp máu á. Và hai cái trang bị ấy anh em ạ. Quyền trợ thánh quang. Đéo vai. Quả hũ thứ hai này hơi sida. Ước tính 70 tiền à. Hơi sida nhỉ. Mu mu này. Giáp gai dưới khổng lồ, bàn tay công lý, dây chuyền trục tội. Mình sẽ lấy bừa đi. Lucian 2 này. Thua thì sẽ được cộng nhiều những cái điểm của Hostile hơn. Mình đang muốn thua thêm anh em ơi. Giờ mà cho Lucian 2 các kiểu vào thì nó sẽ hơi hơi bị mạnh quá ấy. Anh em hiểu? Hơi bị mạnh quá. Xem là thua một round là anh mình lên được cột mốc bao nhiêu. Từ 500. Ây cha cha. Da rẻ và chu đao này. Cố lên những anh chàng thánh da rẻ ơi. Ra cử chỉ khuôn mặt đi nào. Da xua này không gánh được rồi. Vẫn cứ là win các bạn ạ. Cứ là win thế này. 531. Ui bây giờ thì trang bị ánh sáng và một gói đồ on. Hay à, giờ làm sao để yếu đi đây. Cho con từ từ nhá. Nhiều đồ quá. Kain 2 sao ra đồ, có đồ ra đi. Kain có hai đồ ánh sáng ra ngoài cái. Nhà này chắc là thắng mình được này. Còn rắc 3. Cố lên nào. Ui giời ơi. Lắc trưởng đi, lắc EDM cơ mà. Đợi chờ anh chàng này lên lắc EDM 3 cơ. Ui, một con rắc của tính bạn nó hơi biến thái nha. Mà gì nick? Uầy, gì nick? Bắn kìa. Ghê đấy. Ui, lên 1.000 số luôn. Wow. Thua nhẹ một chết thôi anh em. Lên tận 1.000 số. Ui, cái gì đấy? Hình như là một đống tiền với cả là đồ. Sona 2 luôn rồi. Kain. Đây là Kain phiên bản là thêm đồ ánh sáng á. Kain phiên bản thành ra rẻ cho nên mình sẽ không đổ. Nhiều đồ quá. Tay to mặt lớn. Pha này chắc là mình sẽ cho ông này đi luôn. Cái xa bà. Còn 50 tiền là roll nhanh nhờ. 900 số. Vẫn còn đồ ánh sáng ở đây nữa. Thề với anh em là nhiều đồ ánh sáng luôn. Nhiều đồ lắm luôn ấy. Ui. KDA của chúng ta có hiệu ứng kết liễu rất là đẹp.
Đẹp chưa? Quizana ấn 8 bit. Mình sẽ lấy thêm một ấn Quizana đi anh em ạ. Bây giờ chả biết lắp cái gì. Cứ ưu tiên những con 5 tiền thêm vậy. Đai máu đâu à? Đai máu mình lắp luôn này. Ui, ngợp thế. Đây vào đây. Cái gì đấy? Sẽ là Cassante. Yorick. Đây. Hơi bị cả cuống anh em ạ. Mình đang muốn xem là thua nhiều hơn để phá vỡ cái hũ 1.500 xem sao. Cho nên đang muốn yếu đi nhất có thể. Hình như cái hũ vừa rồi là đang nâng cấp cho mình những con mà Husky 3 sao ấy. Này này, Yasuo này. Asuki đi. Vẫn là thua một chết. Ui, 1.300 luôn rồi. 125 tiền ở cái hũ này à. Má, nhìn đây. Ui. Lại thêm một slot nữa. Oh no, tôi bị cà cuống rồi anh em ạ. Đây vẫn là Zhonne. Quá nhiều đồ ánh sáng. Quá là nhiều tướng. Đang muốn thua thêm round nữa. Để coi nào. Thua được nhà này không? Ủa bây giờ là anh em mình lên nghìn không à? Đấy, bắt xong rồi cứ ra Zhonne. Xét với cả là tường ấy Hostile rồi. Cái hũ này. Hài đấy. Hở ra phát là thằng Zihin nó gọi súng vào. Xét Zhonne này. Bán vội đi cho nó đỡ tốn slot các bạn. Zig 2 luôn á. Sona này. Illaoi 2. 186 tiền. Mình sẽ bán bớt đi những cái tướng Hostile đây. Không cần nổ hũ nữa đâu. Sona 3 đi anh em ơi. Mấy con Sona nữa. 2 Sona nữa. Kayn. Ui Quizana. Zoric 2. Zoric. Zihin siêu sao à. Mình đã bắt Sona siêu sao cho nên là không lên được rồi. Zig 6 Zig rồi. 7 Zig. Zihin. Lại Quizana tiếp. Quizana mình cũng đang có 6 con đúng không? Mình sẽ hy sinh con Zig này đi. Tên Quizana cho đẹp mắt hơn. Ma sao loạn xì ngầu hết cả lên thế này. Ôi, lên chậm một chút. Illaoi. Yorick một con nữa là Yorick 3 này. Kayn cũng một con nữa thì Kayn 3. Nhà này có lắc 3 bây giờ là rất là khỏe rồi. Sona. Kayn này. Kayn 3 chưa? Hình như vẫn còn thiếu Kayn một con. Thôi xong rồi. À. Lên Sona 3 trước. Toàn là Zig thế này. Zoric của tôi đâu? Ui. Mà xong rồi anh em ơi. Mình cuống quá. Mình phun tướng 5 tiền luôn. Nhưng mà thiếu một con không à. Kayn đâu? Trời ơi, mình mới lên được có hai con à. Holy shit, hơi đáng tiếc một chút. Nhưng đây cũng là một trong những game đấu mãn nhãn của Hostile rồi các bạn ơi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video lần này của mình.
Đừng quên là dập nát nút like để ủng hộ mình nhiều nữa nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.